Xin chào tất cả các em. Đây là cái bài giảng dành cho các bạn ở chương trình lớp 11, chương trình thí điểm hệ 10 năm nha các em. Có nghĩa là bao gồm các em học sinh ở lớp 11 A1 và 11 11 A2 nha. Rồi. Đây là một cái phần nội dung chúng ta chuẩn bị cho kiểm tra mục tiết lần 3. Trước khi chúng ta bắt đầu bài học thì mấy em nhớ nhấn cái nút like ở phía dưới cái bài giảng này sau khi kết thúc bài giảng để chúng ta có thể giúp cô điểm danh cho lớp 11 A1 và lớp 11 A2 nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nào. Bài học của chúng ta hôm nay sẽ là bài học về conditional sentences, có nghĩa là câu điều kiện. Vì câu điều kiện này chúng ta cũng đã tiếp xúc ở những chương trình của những năm trước là lớp 9, lớp 10 mình đã từng tiếp xúc rồi. Hôm nay mình lớp 11 mình sẽ ôn tập lại và mình học thêm một số phần nâng cao nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái bài học của mình hôm nay. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu xem là conditional sentences đó là cái gì đây. Ok, as we know, a conditional sentence is composed of two parts. Thì như chúng ta đã biết là một cái câu điều kiện như vậy thì nó bao gồm có hai phần. Thì hai phần đó là hai phần gì đấy mấy em? Chúng ta có thể đoán được hai phần gì đâu? Phần thứ nhất đó là if clause và phần thứ hai người ta gọi đó là main clause. If clause là gì và main clause là gì? Clause có nghĩa là mệnh đề. If clause là mệnh đề if và main clause chính là mệnh đề chính. Chúng ta quan sát ví dụ. Example: if it rains tomorrow, we will not come. Vậy thì nhìn vào ví dụ này chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất đó là if it rains tomorrow. Phần này nó có bắt đầu bằng chữ if, chúng ta gọi đó là mệnh đề if. Phần thứ hai, we will not come. Phần này chúng ta ngăn cách với mệnh đề trước bằng dấu phẩy, người ta gọi đó là main clause. Vậy thì chúng ta hình dung được câu mệnh đề if là câu bắt đầu bằng chữ if và với sao người ta gọi là mệnh đề chính. Đây là if clause và đây là main clause. Đó là một cái nhìn sơ lược của mấy em về cái mệnh đề if là cái gì. Bây giờ chúng ta sang từng loại của mệnh đề if nhé mấy em. Rồi. Vậy thì trong mệnh đề if hoặc là trong cái conditional sentence, câu điều kiện nó có những cái loại nào? Cô có những cái loại sau đây. Loại thứ nhất mình gọi là tie wants future possibles. Vì loại này ngay cái tên của nó đã thể hiện lên cái khả năng diễn tả một cái vật, một điều gì đó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc là tương lai. Mấy em lưu ý cho cô là hiện tại hoặc tương lai hoặc là khả năng có thể xảy ra, có thể xảy ra ha. Đó là loại 1. Liên tục như vậy chúng ta có loại 2. Loại 2 người ta gọi đây là presence unreal. Chúng ta nhìn thấy cái từ unreal nè, unreal có nghĩa là không thật mấy em, không thật. Vì câu này là diễn tả một cái tình huống không có thật ở hiện tại, tương lai. Vì chúng ta lưu ý cho cô điều kiện loại 2 là điều kiện không có thật, không có thật. Và điều kiện cuối cùng là điều kiện loại 3, chúng ta có past. Past là quá khứ nè, unreal là không thật nè. Vì câu điều kiện loại 3 này chúng ta vẫn diễn tả một cái tình huống không có thật ở quá khứ. Ở quá khứ. Chúng ta lưu ý cho cô 3 phần. Loại 1 là tương lai, loại 2 là hiện tại, hoặc loại 3 là quá khứ. Đó là những cái nhìn sơ lược về 3 loại mình để ép. Và chúng ta đi vào chi tiết của từng loại nha. Rồi, bây giờ chúng ta bước vào loại thứ nhất, Taiwan. Như cô đã nói hồi trước rồi đó, thì cái phần loại thứ nhất này là nó diễn tả một hành động là có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, cho nên nó có cái tên gọi là future possibles. Thì chúng ta quan sát cho cô cái ví dụ xem là cái loại một này nó như thế nào nha, công thức của nó như thế nào. Mấy em nhìn cho cô ví dụ. Example:
If I have time tomorrow, I will go. Vậy thì câu này chúng ta lưu ý cho cô hai cái phần sau đây. Phần nhất là động từ have. Phần thứ hai là động từ will go. À, vậy thì nhìn vào trong cái công thức, chúng ta cũng có thể hình dung cho mình được cái loại một này nó chia ở cái hình thức gì ha. Chúng ta quan sát cái đầu tiên là cái động từ have này. Động từ have này là ở thì hiện tại đơn, và động từ will này chắc ăn là ở thì tương lai đơn rồi. Vậy cô sẽ có cái công thức của if loại một như thế này, rất đơn giản mà. Mình đi if, mình đi chính, mình đi if chia ở hiện tại đơn simple present, và mình đi chính chia ở tương lai đơn. Nhưng ngoài và cái phần will ra, người ta có thể sử dụng chữ can và chữ chữ may cho if loại một. Rồi, dưới đây là công thức của if loại một, chúng ta có thể ghi vào trong cho vào cuốn tập của mình ha. Bây giờ chúng ta sẽ sang mình if loại 2 nhé em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang mình if loại 2. Conditional sentences. Title. Present unreal. Loại 2 diễn tả một tình huống không có thật ở hiện tại. Mình lưu ý dùm cô là chỉ không có thật nha. Chúng ta nhìn ví dụ. Look at the example. If I want a lot of money, I could spend smart of it traveling around the world. Nếu tôi có nhiều tiền thì tôi sẽ có thể đi du lịch vòng quanh thế giới. Vậy thì mình dĩ nhiên là mình sẽ không có nhiều tiền rồi. Cho nên là mình đây là một cái câu điều kiện, đặt điều kiện không thật. Nhưng mà ở hiện tại mấy em. Vậy chúng ta có thể nhìn chùm cô cái động từ người ta đang chia như thế này. Đầu tiên là động từ want. Phía sau chúng ta có từ could spend. À, vậy thì tới đây chắc hẳn một số em đã có thể nhớ được công thức của if loại 2 rồi. Bây giờ cô lên luôn cái công thức của if loại 2 như thế này nha. Rồi, chúng ta có công thức. Mình đây if của mình sẽ chia là simple past, có nghĩa là quá khứ đơn mấy em. Động từ chuyển sang V2 đi. Lưu ý dùm cô là động từ to be thì mình luôn sử dụng chữ were. Và phủ định chúng ta chuẩn bị done cộng với không. Tương tự vậy chúng ta sẽ có là mệnh đề chính, chủ từ cộng would, should, could và phi không. Ở đây cô muốn đảo muốn bổ sung cho mấy em một cái phần của cái mình if loại 2 nữa, đó là phần đảo ngữ. Phần đảo ngữ thì mình đã được học ở những cái chương trình trước rồi. Thì trong đảo ngữ mình if chúng ta làm như thế nào? Rồi, mấy em nhìn cho cô ví dụ. If I were you, I would eat that. Vì người ta đang sử dụng if loại 2 nè mấy em. Rồi, cô sẽ có một câu đảo ngữ như thế này. Were I you, I would eat that. Mình nhấn mạnh là nếu tôi là bạn, tôi sẽ ăn ít lại. Vì chỗ này chúng ta sử dụng thể đảo ngữ bằng cách chúng ta sẽ bỏ đi chữ eat, chữ if, và chúng ta đưa were ra trước chủ từ. Và chúng ta đã có được cái thể đảo ngữ của if loại 2. Vậy đây là công thức của if loại 2. Chúng ta nhìn cho cô một lần nữa công thức trước khi chúng ta sang if loại 3 nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua mình if loại 3. Conditional sentences, title, fact, unreal. Vì chỗ này chúng ta sẽ có là if loại 3, diễn tả một tình huống không có thật ở quá khứ, past unreal. Chúng ta quan sát cho cô có ví dụ. Cô có ví dụ. If I had been here earlier, I would have told her some good news. Thì chỗ này chúng ta sẽ quan sát giùm cô hai cái động từ. Thứ nhất là had been và thứ hai là would have told. Từ hai cái động từ này chúng ta có thể lên được công thức của if loại 3 mà mấy em đã học ở lớp 10 rồi đó. Thì if loại 3 chỗ này chúng ta sẽ có là had cộng V7 thì tương ứng với thì quá khứ hoàn thành. Và mà là chính chúng ta có thể dùng would, should and could have và V7 đi. Thì chúng ta có công thức if loại 3 cả mệnh đề if và mệnh đề chính. Tương tự như vậy, cô cũng mở rộng cho mấy em thêm phần đảo ngữ của if loại 3. Vì đảo ngữ dùng để nhấn mạnh một cái vấn đề gì đó. Thì chúng ta có một cái ví dụ như thế này. If I hadn't been careful, I had an accident last night. Nếu mà tôi không có cẩn thận thì tôi sẽ gặp tai nạn tối đêm rồi đó.
Vì mình nhấn mạnh là nếu tôi không cẩn thận thì chỗ này chúng ta sẽ cần bỏ chữ if đi và chúng ta đảo chữ head ra ngoài trước chữ chủ từ I là được. Vì cách sử dụng đảo ngữ chúng ta sẽ cần bỏ if, chúng ta đảo chữ head ra trước chủ từ là được. Vì tương tự với if loại 2, chúng ta vẫn có đảo ngữ của if loại 3 và chúng ta bổ sung vào phần lý thuyết đảo ngữ mà chúng ta đã được học ở trong lớp của mình rồi ha. Vậy đây là công thức của if loại 3. Chúng ta quan sát giùm cô 1 phút về công thức của if loại 3 một lần nữa trước khi chúng ta qua bài tập nha. Rồi bây giờ chúng ta có một số bài tập sau đây. Bài tập số 1. Supply the correct verb forms. Có nghĩa là chia động từ ở trong ngoặc. Thì cái loại bài tập này là tương đối là dễ, nó đây là dạng cơ bản nhất. Có nghĩa là chúng ta sẽ người ta sẽ chia cho mình để ép sẵn, mình dựa vào mình để ép và mình phải chia mình đề còn lại. Rồi, chúng ta dựa vào ba công thức mình để ép mà cô mới vừa cho mấy em đó, mấy em làm bài tập cho cô ha. Chúng ta có 7 phút để làm. Rồi, chúng ta bắt đầu làm. Rồi, chào các em, chúng ta đã trở lại bài tập số 1 và chúng ta sẽ cô sẽ cung cấp cho em những cái đáp án mà chúng ta mới vừa làm bài tập hồi nãy đó ha. Rồi, chúng ta nhìn cho cô những cái dòng màu đỏ đó là những đáp án. Cô sẽ giải thích cho em một số câu, sau đó những câu còn lại mình cũng làm tương tự như vậy. Cô ví dụ câu số 1, chúng ta sẽ có là head not rain. Thì dĩ nhiên chỉ có chữ head là mình nằm ở trong if loại 3 thôi. Thì cho nên mình sẽ có là would have và V3ED. Động từ go của ba của nó là chữ gone. Rồi. Tương tự vậy, chúng ta sẽ có là câu số 3. Câu số 3 chúng ta sẽ có là người ta cho chữ were. Thì chỗ này mình sẽ ký if loại 2, mình sẽ chia là would cộng cho V0 là would do. Rồi, cô sẽ làm cho mấy em câu số 5. Câu số 5 chúng ta có chữ file. Và thì dĩ nhiên là chữ file này nằm ở V0. V0 thì là thì hiện tại đơn. Thì chỗ này chúng ta sẽ chia if loại 1 và chúng ta sẽ có chỗ này là will give. Thì chỗ này chúng ta có là câu đáp án câu số 5 là will give. Rồi, vậy mấy em quan sát đáp án của những câu còn lại so sánh với đáp án của cái câu mà mình đã làm của bài tập số 1. Chúng ta sẽ kết thúc bài tập số 1 ở đây ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 2. Bài tập này là dạng trắc nghiệm ha, nó hơi nhiều, chúng ta có tổng cộng 11 câu. Rồi, đây là 11 câu. Vì thì bài tập này nó cũng giống như bài tập hồi nãy mấy em. Thay vì hồi nãy chúng ta làm một cái hình thức tự luận thì bây giờ chúng ta sẽ làm hình thức trắc nghiệm. Rồi. Bây giờ mấy em cũng dựa vào ba công thức mình để ép. Chúng ta làm bài tập số 2 giùm cô nha. Có 11 câu, mấy em có 5 phút để làm. Rồi, cô trở lại với mấy em ở bài tập số 2. Rồi, lúc này thì cô sẽ hướng dẫn cho mấy em cái đáp án của bài tập số 2 mà mình nãy giờ mình làm rồi đó. Rồi, chúng ta sẽ có là câu số 1 là đáp án D. Bởi vì chúng ta có từ now, chúng ta sẽ chia if loại 2, chúng ta sẽ có là đáp án D. Tương tự về câu số 2, cô sẽ có chỗ này là cho mình có là chữ were là if 2, cho nên mình chọn đáp án C. Rồi, tương tự về cô sẽ cho em một số đáp án của những câu còn lại. Câu số 3 chúng ta có câu B, câu 4 C, câu 5 B, rồi chúng ta quan sát đáp án những câu còn lại nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có bài tập số 3 nhé em. Bài tập số 3 là phần viết lại câu. Rewrite the sentences using if clauses.
Nhưng ta viết lại những câu sau đây sử dụng mình để ép mà cái dạng bài tập viết là câu sử dụng câu điều kiện cô đã hướng dẫn cho em ở trong phần lý thuyết đó. Rồi, ở đây cô sẽ gạch mẫu cho em từ câu 1 đến câu 5. Cô ví dụ ở câu số 1, cô sẽ có là chữ is. Cô sẽ có là chữ is. Thì em đã biết rồi, is và is thì mình sẽ có hiện tại, thì câu này mình sẽ dùng if loại 2 để viết lại. Tương tự vậy, cô cho có ví dụ số 3. Cô có chữ was và chữ stays. Thì hai chữ này là mình có ed nè mấy em. Thì chúng ta có câu này là ở thì quá khứ đơn, thì câu này chúng ta sẽ dùng if loại 3 rồi viết lại. Rồi thì em áp dụng cái lý thuyết về viết lại câu sử dụng mình if để chúng ta làm 10 câu này ha. Chúng ta có 10 phút để chúng ta làm. 10 phút bắt đầu. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho mấy em cái đáp án của bài tập số 3. Đây là cái đáp án của bài tập số 3. Cô ví dụ ở câu số 1 hồi nãy mình đã phân tích là chữ is và chữ is là hiện tại đơn. Thì mình sẽ sử dụng if loại 2 để viết lại. Thì chỗ này if loại 2 viết lại thở thể trái lại. Ở trên là không not, dưới có not chúng ta dùng đi trên is ở if loại 2. Và mình là chính chúng ta dùng would cộng với không. Ở đây chúng ta sẽ có là would trên be. Tại sao chúng ta có sẽ be, chữ be ở đây nè? Vì là chữ y cho nên chúng ta sẽ trở về nguyên mẫu của nó thành chữ is. Rồi. Thì tương tự những câu còn lại chúng ta vẫn làm giống như vậy, sử dụng if loại 2, loại 3 và loại 1. Chúng ta có đáp án từ câu 2 và câu số 10. Rồi, bây giờ mấy em so sánh đáp án của mấy em vừa làm với đáp án của cô và chúng ta sẽ thấy được mình có cái chỗ nào sai mình có thể sửa lại ha. Nếu có vấn đề gì về lý thuyết cũng như vấn đề bài tập 1, 2, 3 thì mấy em có thể hỏi trực tiếp cô thông qua cái trang web này không, hoặc là có thể hỏi riêng cô trong cái Zalo hoặc là Facebook. Rồi. Mến chào các em, bài học của mình hôm nay đến đây là hết. Lần sau chúng ta sẽ có một bài ôn tập về bài kiến thức của bài 6 và bài 7 thì chúng ta có mới kiểm tra một tiết lần 3 được ha.